Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Hiện giờ Jason đang đứng tại thành phố Savannah. Thành phố Savannah là một thành phố vùng ven biển của tiểu bang Georgia có nhiều di tích lịch sử, ráp với biên giới của tiểu bang South Carolina. Hiện giờ Jason đang đứng trước một cái biểu tượng có hình quả địa cầu. Thật ra đây là một cái kho dự trữ của một công ty gas vào năm 1950 tại địa phương. Nhưng vài năm sau đó thì công ty lại nhờ những người họa sĩ vẽ nên một cái hình giống như cái hình địa cầu như các bạn đang thấy ở phía sau đó. Cho đến hôm nay thành phố Savannah coi đây là một cái di tích của tại thành phố. Và khi nhìn quả địa cầu thì liên quan đến thế giới thì Jason cũng muốn chia sẻ một số kiến thức cho các bạn biết về cổ phiếu cũng như thị trường chứng khoán trên thế giới như thế nào. Khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán của Mỹ thì nó rất là tốt, là tại vì nó rất là đa dạng, đặc biệt là option. Thì các bạn đầu tư vào những cái option của Mỹ thì các bạn có rất nhiều lựa chọn. Option của Mỹ có thời hạn mỗi ngày tùy theo cổ phiếu, có thời hạn mỗi tuần, mỗi tháng vân vân. Nhưng mà option của những nước khác như là châu Âu chỉ có một tháng hoặc là hai tháng một lần. Còn bên những nước châu Á như là Việt Nam cũng có cổ phiếu, cũng có thị trường chứng khoán nhưng không hề có option. Và luật lệ rất là khắt khe khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán mua bán được control bởi chính phủ rất là nghiêm khắc. Không có dễ dàng đơn giản như là thị trường chứng khoán của Mỹ. Thành ra những người ở nước khác rất thích đầu tư vào thị trường chứng khoán của Mỹ nếu như có cơ hội. Jason chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi trong video hôm nay như vậy. Vì sẵn tiện Jason đang ở thành phố Savannah đi du lịch cho nên muốn chia sẻ một số video clip cho các bạn thấy mà thôi. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.